Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 1 năm 2022, Thanh Việt xin được gửi lời chúc sức khỏe, kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Một ngày thật là bình an, hạnh phúc bên gia đình và công việc của mình. Chương trình ngày hôm nay tập 88 với chủ đề tiền tỷ vào đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh của những luật sư mở ngoặc đóng ngoặc trí thức đang được dùng làm chuyện gì. Thưa quý vị, là lúc trước thì chương trình Thanh Việt nó có giờ dây thun sơ xuất, thì hiện nay như quý vị đã biết, chương trình đã được đi vào một cái khung giờ cũng gần như là không thay đổi nhiều nữa, là 12 giờ 15 phút sáng giờ Việt Nam, phải không quý vị? Một số quý vị ở những nước mà nó bị chật cái khung giờ thì Thanh Việt thành thật xin lỗi và xin quý vị xem lại vào những cái giờ mà nó thích hợp với cái múi giờ ở bên cái nước của tất cả anh chị. Thứ hai nữa là để cho cái không khí trong cái buổi gọi là trò chuyện chat trong lúc mà phát livestream, thì quý vị sau khi chào thì xin quý vị nhớ để luôn là mình từ ở những cái nước nào hay thành phố nào nha quý vị. Thanh Việt xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trong 1-2-3 cái chương trình gần đây thì Thanh Việt có đọc một vài cái bài thơ, bắt đầu từ những bài thơ con cóc rồi chuyển sang một số bài thơ của các anh chị khán giả thân thương của chương trình, là những nhà thơ rất là tuyệt vời. Thì một trong những nhà thơ đó, đó là anh Hàn Sơn Tự. Anh có gửi cho Thanh Việt một cái tập thơ cũng khá dài về cái drama bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày hôm nay thì Thanh Việt mới có dịp để giới thiệu với quý vị. Nếu quý vị muốn Thanh Việt tiếp tục chia sẻ những cái bài thơ trong cái tập thơ đó hay là những cái bài thơ khác, thì xin quý vị gửi cái lời bình đồng ý để nghe những cái bài thơ này. Bài thơ đầu tiên mang tựa đề là Oan Nghiệt. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Dẫu biết giờ em đang có chồng, sao anh không đến thỏa ước mong? Chồng em suốt ngày lo công việc, tối về bút mực, có như không? Em khóc cho em phận má hồng, đang hồi xuân tuổi cuồn cuộn phong. Sáng thì livestream, đêm gối chiếc, phòng không nhà trống quá uổng công. Thế thái nhân tình thiếu cảm thông, Tắc Thiên Võ Đế đã có chồng, vẫn cùng trai tráng đêm ân ái. Riêng em không được, quá bất công, nên em đã quyết phá xiềng gông. Tam cương ngũ thường là chiếc lòng, luân thường đạo lý em dẹp hết, để đến bên anh thỏa tan bồng. Đất đai nhà cửa áo veston, Mozanai nhẫn giả biếu nhà chồng. Bình Dương thị trấn em tu sửa, chờ ngày anh chiếu tướng là xong. Mỏi mòn đêm thơ thẩn ngóng trông, bóng ma in phủ trốn khuê phòng. Đại Nam Trường Thành nay vắng vẻ, nợ nghìn tỷ 12 số 0. Tình ta như nước chín con sông, cứ ngỡ luân lưu sẽ hợp dòng. Ai xây đắp đập ngang sông, bên lỡ bên bồi xa mênh mông. Hoang tưởng cuồng ngông em đi rong, mãi trong tâm thức như lên đồng. Tình, tiền, tù tội là nhân quả, địa ngục A Tỳ Lộ hanh thông. Kính thưa quý vị, đó là bài thơ Oan Nghiệt của tác giả Hàn Sơn Tự, một trong những khán giả rất là quen thuộc của chương trình Thanh Việt phóng sự. Kính thưa quý vị, không biết quý vị có biết được
cái thông số đặc biệt thế này không. Nhưng hôm nay thì Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị là trong cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng, quý vị được biết rất là nhiều luật sư, phải không quý vị? Từ luật sư Hằng Ni cho đến luật sư Kim, rồi luật sư Hồ Nguyên Lễ, rồi có những người mà dạy cho luật sư tương lai của đất nước chúng ta như anh giảng viên tiến sĩ Đặng Anh Quân chẳng hạn như vậy. Rồi quý vị còn biết đến luật sư Trần Văn Sĩ, vâng, đầy đủ hết tất cả. Thì thật ra vào năm 2015, cái số luật sư trong cả nước là 9.436 luật sư. Đến năm 2021 thì cái số lượng này nó tăng lên là 40%, với con số là 16.134 luật sư. Như vậy là cứ trung bình đó quý vị, cứ 1.000 luật sư một năm trong cả nước, tổng số trong cả nước. Hy vọng rằng những cái luật sư này nha quý vị, sẽ có một con số rất là ít được trưởng thành qua cái trường lớp mà không có cái anh giảng viên tiến sĩ này nọ tại trường đại học luật. Chứ nếu không thì tương lai pháp lý của đất nước chúng ta cũng trong một dấu hỏi khá lớn. Hai cái thành phố mà tập trung đông lực lượng luật sư đó là thứ nhất Hà Nội thì có khoảng 4.752 luật sư, thành phố Hồ Chí Minh thì 6.489 luật sư. Hai thành phố này tổng lại đã chiếm 2/3 tổng số luật sư trong cả nước. 61 tỉnh thành còn lại đó quý vị, họ cộng lại với nhau thì mới chỉ có đạt được 4.893 luật sư, là còn ít hơn thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một con số rất là khủng, phải không quý vị? Rất là khủng. Vậy thì con số này nó có gì đặc biệt hay không? Ngoại trừ chúng ta biết là thành phố Hồ Chí Minh được trang bị với một lực lượng luật sư rất là hùng hậu. Tại sao quý vị? Thứ nhất là vì đông dân cư. Thứ hai là vì có những cái công ty nước ngoài, rồi các cái công ty trong nước cũng vậy quý vị, có những cái vấn đề không những là vấn đề dân sự mà còn hình sự, rồi những vấn đề về kinh tế, nó cần những cái người luật sư như vậy. Nhưng cái con số mà quan trọng ở đây là cái tiền lệ phí mà những luật sư trong đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh hay là trong cả nước đóng về cho cái đoàn của mình là 200.000 đồng một tháng. 200.000 đồng một tháng này đó quý vị, thì nó bao gồm cái phí của cái đoàn luật sư địa phương nơi họ công tác, cộng với cái phí của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thì cái phí cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam đó quý vị, nó không có xác định là bao nhiêu, mà nó đi theo cái tỷ lệ, cái số lượng luật sư của mỗi đoàn. Nếu mà trên 1.000 luật sư thì nó chia theo tỷ lệ 1-1, 50-50. Còn mà nó từ 300 đến 999 luật sư thì nó chia là 30% được nộp về cho Liên đoàn tại Hà Nội. Còn nếu mà dưới 50 luật sư thì chỉ có chích 10% mà thôi. Ở đây Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị là nếu mà quý vị lấy cái con số là 6.489 luật sư hiện đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta nhân lên cho 200.000 đồng, thì mỗi một tháng đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nhận về là 1,29 tỷ đồng. 1,29 tỷ đồng nha quý vị. Khoảng đó như vậy. Và chia cho tỷ lệ 50-50 thì khoảng 600 triệu. Một năm đó quý vị, một năm thì đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nhân lên cho 12 thì họ thu về là 15,57 tỷ đồng. Con số rất lớn phải không quý vị? 15,57 tỷ đồng. Theo tỷ lệ mà 50-50 đó quý vị, thì đoàn luật sư để vào trong ngân sách của mình là khoảng 7,78 tỷ. Họ làm gì với số tiền này? Đó là một câu hỏi lớn.
Chúng ta biết rằng trong cái đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, họ có tổng cộng là 26 vị, 15 vị trong ban chủ nhiệm, lãnh đạo 6.489 luật sư tại thành phố và 11 vị trong hội đồng khen thưởng và kỷ luật. Đây là những người xét khen thưởng hoặc là sẽ tước lấy cái bằng luật sư, cái chứng chỉ làm luật sư của 6.489 luật sư tại thành phố. Mà người đứng đầu trong hội đồng này, chắc quý vị vẫn còn nhớ, là luật sư của Đại Nam, ông Hồ Nguyên Lễ. Ngoài ra, theo Thanh Việt tìm hiểu, thì Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm tổ chức 1-2 cái buổi dự thảo bồi dưỡng cho luật sư. Ở cái thời kỳ 4.0 này đó quý vị, những cái văn bản, những cái luật định mới ra đời, thì luật sư lập tức có thể là biết được ngay qua hệ thống mạng xã hội, mạng Internet, phải không quý vị? Họ có thể lên, họ lấy trực tiếp từ ở trong cơ quan chính phủ. Chứ nếu mà họ chờ đến cái hội thảo hoặc là những cái chương trình bồi dưỡng một năm một lần của đoàn luật sư thì nó quá chậm trễ. Như vậy, nếu mà trả tiền lương cho 26 vị với cái số tiền là 7,78 tỷ cộng với một cái chi phí nho nhỏ đây đó một lần trong một năm cho cái chương trình hội thảo, thì phải công nhận cái tiền lương của 15 vị, của 26 vị trong cái đoàn luật sư, nếu có nha quý vị, rất là cao. Kính thưa quý vị, một cái câu chuyện đặc biệt thì đó là mình nhìn ở cái đoàn luật sư khi mà họ nhận được 7,79 tỷ mỗi năm. Thì trong cái 6.000 mấy luật sư đó có vậy, quý vị, họ sẽ nghĩ gì về cái lệ phí 200.000 đồng mỗi tháng như vậy? Họ nghĩ gì thì chưa biết. Tuy nhiên, cái tờ báo Tuổi Trẻ vào đầu năm 2019, họ đã đăng tải một cái bài khá là thú vị về cái việc mà đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh lập một cái kỷ lục đáng quên, đó là họ xóa tên 320 vị luật sư ra khỏi đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh với một cái lý do là đã 1-2 năm liên tục những người luật sư này không đóng lệ phí. Một số quý vị sẽ nghĩ rằng đây là một cái chuyện tồi tệ cho những người luật sư đó. Chưa chắc quý vị. Nó có hai loại xóa tên. Nếu mà xóa tên vì những người luật sư đó vi phạm quy tắc đạo đức ứng xử, thì coi như là cái bằng đó nó không được phục hồi. Nó không được phục hồi. Còn nếu mà xóa tên mà vì không đóng lệ phí, thì trong vòng 2 năm từ lúc mà bị xóa tên đó quý vị, chỉ cần mình đóng lại thì cái chứng chỉ hành nghề không bị thu hồi. Nhưng ở đây có một cái điểm đặc biệt là những quý vị nào mà là giám đốc hoặc là trưởng của một cái văn phòng luật sư hay một công ty luật sư, thì họ cho dù không có tham gia tố tụng tại tòa, họ cũng vẫn phải đóng. Lý do là vì nếu không đóng thì họ sẽ bị rút cái giấy phép hoạt động của cái công ty hoặc của cái văn phòng luật sư. Đó là một trong những cái mà những người luật sư bao giờ cũng biết. Tuy nhiên, 320 vị luật sư vào năm 2019 bị xóa tên vì không đóng đó quý vị, thì họ nghĩ gì? Thì theo tờ báo Tuổi Trẻ vào năm đó, một luật sư bị xóa tên thì họ cho rằng như thế này. Ngoài cái việc mà họ làm luật sư thì họ còn tư vấn luật pháp cho các công ty khác. Cái việc mà tư vấn luật pháp đó thì họ không phải cần có cái chứng chỉ hành nghề. Nhưng quý vị, họ không cần. Chỉ có khi nào mà họ ra tòa để bảo vệ cho thân chủ, để cãi cho thân chủ, thì họ mới cần cái chứng chỉ hành nghề của một cái đoàn luật sư nơi họ muốn công tác. Cái vấn đề ở đây là
họ không có tiếc nuối. Lý do tại sao họ lại không nuối tiếc về cái chuyện đó là vì theo cái anh luật sư này, khi mà người ta đóng một cái lệ phí nào đó thì họ cần phải biết được cái lợi ích, nha quý vị, chứ không phải là cái bổn phận và là gánh nặng. Khi mà một tổ chức mà họ không bảo vệ được cái quyền lợi của các thành viên thì không có lý do gì những thành viên đó phải đóng lệ phí. Đây cũng là một cái điều chia sẻ rất là thú vị quý vị. Khi mà nhà báo Hằng Ni, luật sư Hằng Ni bị tấn công, thì đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh họ có bảo vệ quyền lợi gì cho luật sư Hằng Ni hay không? Hay là họ lại trực tiếp gây rối, gây khó khăn cho luật sư Hằng Ni? Thì câu trả lời tất cả các anh chị đang lắng nghe chương trình, hay đã và đang lắng nghe chương trình của Thanh Việt, hay là lắng nghe những cái chương trình của các YouTuber khác, thì quý vị đều hiểu rõ là nhà báo Hằng Ni bị hành xác bởi cái đoàn luật sư, nhưng quý vị, chứ không được bảo vệ quyền lợi. Những cái người mà họ quyết định không đóng đó quý vị, thì họ không có nhu cầu để đi ra tố tụng, kiện tụng tại tòa án bảo vệ cho thân chủ, mà họ có thể làm còn nhiều tiền hơn nếu họ tư vấn luật pháp cho các công ty, nhất là công ty nước ngoài. Họ cho rằng một cái điều này như thế này nè quý vị. Khi mà họ trở thành luật sư đó, thì trước tiên là họ được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Rồi từ đó Liên đoàn Luật sư sẽ cấp thẻ luật sư. Và luật sư đó sẽ đăng ký tại một địa phương. Nhưng quý vị, tại một địa phương. Còn nếu mà họ nợ tiền lệ phí tham gia cái đoàn luật sư đó, nhưng quý vị, thì họ sẽ bị lấy cái bằng. Tuy nhiên, như Thanh Việt trình bày, trong vòng 2 năm từ lúc mà bị tước cái chứng chỉ hành nghề, thì họ có thể lấy lại được chứng chỉ nếu họ đóng lại cái tiền lệ phí. Nhưng mà một số người, như là 320 quý vị luật sư ở đây, vào năm 2019, họ hiểu rõ là họ không đóng, thì họ sẽ bị tước cái chứng chỉ, và họ không cần. Họ quyết định là không cần cái chứng chỉ đó. Họ không cần thiết là phải đi ra tòa để tranh cãi, mà họ chỉ là tư vấn luật pháp cho các công ty cũng đủ kiếm nhiều tiền và không cần phải dính dáng đến cái đoàn luật sư nào cả. Đó là một trong những cái mà Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị, khá là lý thú. Tại vì họ nghĩ rằng 7,70 mấy tỷ vào trong một cái đoàn luật sư chỉ có 26 người, mà cái đoàn luật sư đó lại không bảo vệ được một cái quyền lợi gì cho mình, thì họ không cần. Họ không cần cái sự là thành viên của cái đoàn luật sư đó. Mà quý vị đã biết rồi, nếu mà không là thành viên của đoàn luật sư nào thì họ không cãi được. Và có lẽ là vì họ có một cái hướng ra, đó là tư vấn pháp luật cho các công ty trong nước cũng như nước ngoài. Nãy thì Thanh Việt có nhắc đến cái chuyện mà 7,70 mấy tỷ của 26 vị trong cái đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở đây đó quý vị, những cái người được bình chọn vào trong đoàn luật sư, một trong những cái tiêu chí đầu tiên là họ phải là một cái tấm gương sáng, chấp hành những cái quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. Có hay không quý vị? Một câu hỏi có hay không ở đây. Luật sư là một cái nghề đó quý vị, mà đòi hỏi cái người đó phải có một kiến thức về pháp lý, chắc chắn rồi. Tuy nhiên, cái uy tín là một cái thước đo về giá trị của người luật sư đó, và là một điều rất là quan trọng với thân chủ. Phải có uy tín. Cũng giống như các anh chị em hoạt động trong ngành văn hóa, nghệ thuật, thì ngoài cái tài nghệ, cái tài của họ, thì họ còn có một cái hình ảnh được xây dựng mà cần rất là nhiều thời gian trong lòng, trong mắt của khán giả. Khán giả bây giờ được thưởng thức
và có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, họ chỉ là fan trung thành với một hay hai các anh chị em nghệ sĩ. Và để đạt được cái tình thương đó, thì người nghệ sĩ phải xây dựng một hình ảnh đẹp. Nào quý vị, thì bên này cũng vậy. Luật sư, họ phải xây dựng một cái uy tín. Uy tín là một cái chuyện hết sức là quan trọng. Để đạt được cái uy tín đó, thì người luật sư phải có cái cách ứng xử và phải có một cái đạo đức của một người luật sư. Nhưng quý vị, chính vì thế mà mỗi nước, liên đoàn luật sư, họ phải có những cái quy tắc riêng về đạo đức, cách ứng xử để buộc người luật sư phải tuân theo. Cái quy tắc đó đó quý vị, thì bao gồm quan hệ với khách hàng, với thân chủ, đó quý vị, với đồng nghiệp, những người luật sư giống như mình, rồi với cơ quan tiến hành tố tụng. Một trong những cái điều mà Thanh Việt có nói trong những chương trình trong quá khứ, đó là chơi xấu đồng nghiệp không bao giờ được chấp nhận. Có lẽ là nó không viết rõ ràng trong bộ luật, nhưng trong cái quy tắc ứng xử có nêu rõ về cái mối quan hệ đồng nghiệp. Đó là từ quy tắc 17 đến quy tắc 25. Chứng minh là có chơi xấu đồng nghiệp hay không thì đôi khi nó cũng rất là khó. Tuy nhiên, có những trường hợp nó sẽ rõ như là trăng rằm vậy quý vị. Rõ lắm. Rõ lắm. Thanh Việt sẽ chứng minh với quý vị những cái điều này. Quy tắc thứ 20, đó là ứng xử khi tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp. Điểm 1 và điểm 2 nha quý vị. Trường hợp có tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp, luật sư cần thương lượng, hòa giải để giữ tình đồng nghiệp. Chỉ thực hiện việc khiếu nại, khởi kiện đồng nghiệp khi việc thương lượng hòa giải không có kết quả. Khoản 2 trong cái quy tắc 20, trước khi khiếu nại, khởi kiện đồng nghiệp, luật sư cần thông báo với ban chủ nhiệm đoàn luật sư nơi mình là thành viên và ban chủ nhiệm đoàn luật sư nơi đồng nghiệp là thành viên biết để có thể giải hòa. Ở đây thì luật sư của gia đình Đại Nam, ông chủ tịch của cái hội đồng khen thưởng đó quý vị, ông đã làm cái gì? Đáng lẽ là ông không nên hướng dẫn thân chủ của mình tố giác đồng nghiệp, nhưng ông đã làm. Đáng lẽ là ông phải hướng dẫn thân chủ của mình những cái quy chế để bảo vệ thân chủ. Tuy nhiên, ông đã hướng dẫn thân chủ của mình những cái bước, những cái lỗ hổng trong các cái điều luật để có thể lách. Nhưng quý vị, để có thể lách. Đáng lẽ là ông phải thương lượng hòa giải để giữ tình đồng nghiệp. Nhưng ông lại giúp một tay cho thân chủ của mình kiện đồng nghiệp của mình. Đáng lẽ là ông phải, với một cái chức vị là chủ tịch hội đồng khen thưởng, ông phải đứng ra hòa giải những cái vấn đề mà, ví dụ, ông không có bày cái phương pháp mà cái đơn tố giác, chuyện tố giác về cái chuyện mà Hằng Ni vừa là nhà báo vừa là luật sư, một người khác giúp cho bà Nguyễn Phương Hằng làm chuyện đó, thì ông là một chủ tịch của cái hội đồng khen thưởng và kỷ luật, ông phải đứng ra để dàn xếp hòa giải cái chuyện đó và không khuyến khích thân chủ của mình làm chuyện đó. Ông có thể về cùng với ban chủ nhiệm xem xét lại vấn đề đó và giải quyết nội bộ kỷ luật những vi phạm của nhà báo Hằng Ni nếu có. Nhưng ở đây thì ông lại quay ngược lại và giúp thân chủ của mình để kiện đồng nghiệp của mình. Đó là một cái vi phạm về đạo đức. Những cái vi phạm như thế này thì quý vị đã biết rồi, có thể mất cái chứng chỉ hành nghề luật sư.
chưa nói đến cái chuyện mà được làm chủ tịch hội đồng khen thưởng và kỷ luật nha quý vị. Trong cái quy tắc 21 điểm 6 và điểm 7 có nói về những việc không làm trong quan hệ với đồng nghiệp. Ở đây đó quý vị, điểm thứ 6 có nói rằng áp đặt hoặc cố tình chi phối làm ảnh hưởng đến tính độc lập khách quan trong hành nghề của đồng nghiệp, có quan hệ phụ thuộc với luật sư như quan hệ thầy trò, cấp trên, cấp dưới, huyết thống và thân thuộc. Ở đây có đó quý vị. Ở đây thì nó không có quan hệ thầy trò, huyết thống, thân thuộc, nhưng nó có cấp trên, cấp dưới. Hàng Ni là thành viên của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hồ Nguyên Lễ là chủ tịch hội đồng khen thưởng của đoàn luật sư đó. Với vai trò trong một cái đoàn thể thì ông ở cái vai trò lớn hơn Hàng Ni. Nhưng quý vị, thì nó trở thành không có tính độc lập khách quan nữa. Thanh Việt sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Ở đây đó, ông lợi dụng cái chức danh đó để biết được những cái chuyện nội bộ đang xảy ra. Rồi ông lấy cái tin đó, nha quý vị, đưa cho thân chủ của mình để trở thành một cái yếu tố trong cái tờ tố giác. Đó là một cái điểm mà không được. Điểm thứ 7 là có hành vi tạo thành phe nhóm giữa luật sư để cô lập đồng nghiệp trong quá trình hành nghề. Điều này, ông luật sư chủ tịch hội đồng khen thưởng về kỷ luật đã vi phạm. Tại sao? Ông đã dùng cái địa vị của mình và cái nhóm mà mình làm chủ tịch để cùng nhau đánh hội đồng trong trận đấu 1 đấu 10. Mục đích là gì? Mục đích là gì quý vị? Là để bảo vệ lợi ích của thân chủ mình, bà Nguyễn Phương Hằng. Quý vị thấy rõ cái điểm đó như vậy. Ông đã đưa nguyên một cái hội đồng. Ông không ra mặt, tự vì ra mặt thì nó lộ liễu quá. Không ra mặt được. Nên ông đã chỉ đạo và theo đúng nếu mà không làm được, cái người chủ tịch không làm được, thì theo đúng cái quy định đó quý vị, thì cái người phó chủ tịch. Và ông đã chỉ định người phó chủ tịch làm. Mặc dù cái điều này nó thật sự là vi phạm điều 21.7, quy tắc 21.7, điểm thứ 7. Không thể nào dùng cái quyền lực và cái sức mạnh, cái địa vị của mình để kéo theo cái phe nhóm trong hội đồng khen thưởng và kỷ luật mà do mình lãnh đạo, để xét cái trường hợp của cái người đối kháng với mình. Đó là một chuyện không chấp nhận được. Quý vị đang xem chương trình Thanh Việt Phóng Sự. Nếu quý vị thích chương trình ngày hôm nay thì Thanh Việt xin quý vị nhớ bấm nút like cũng như là subscribe cái channel của Thanh Việt. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một trong những điều mà Thanh Việt đang nói đó quý vị, và nãy giờ nói, nó gọi là lợi ích xung đột, conflict of interest. Ở đây là cái gì quý vị? Lợi ích xung đột ở đây là gì? Không phải là cái mâu thuẫn lợi ích, không phải là sự xung đột những cái lợi ích khác nhau của những nhóm hay tổ chức khác nhau, mà thường thường đó quý vị, nó là một sự mâu thuẫn mà bất cứ tình huống nào, trong đó cá nhân hay một tổ chức nhận được sự ủy thác trách nhiệm, nhưng lại có những cái lợi ích riêng tư của mình đủ lớn để ảnh hưởng đến công việc điều hành mà mình được ủy thác một cách khách quan. Ví dụ nha quý vị, ví dụ ở đây rất là dễ hiểu. Một thẩm phán, người đứng đầu trong cái phiên tòa đó, lại có thân nhân là luật sư của bị cáo. Cái điều đó là không được. Như vậy là mình sẽ có cái tính chất thiên vị. Dù có hay không thì cũng đã gọi là ở cái đường ranh của cái lợi ích xung đột. Hoặc là một luật sư của một thân chủ có họ hàng là khách hàng của bên đối nghịch. Chẳng hạn, một ví dụ là
ông Hồ Nguyên Lễ, là luật sư của gia đình Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà ông là họ hàng của cô Hằng Ni, chẳng hạn như vậy, thì điều đó không chấp nhận được. Nha quý vị, không được. Luật sư Hồ Nguyên Lễ đó quý vị, là luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng cái đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng lại là đang trong giai đoạn mà đơn vị nơi ông luật sư Hồ Nguyên Lễ đang nắm chức vụ cao nhất xem xét và giải quyết. Đó là quý vị thấy nó đi một vòng. Nhưng quý vị, xung đột lợi ích là ngay ở điểm này. Cái đơn, cho dù là ông có hay không có hướng dẫn bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố giác, nhưng quý vị, có hay không có, chưa đến cái vấn đề đó. Mà cái đơn của thân chủ của ông tố giác lại nằm trong cái cơ quan mà ông đang lãnh đạo, buộc phải xem xét và giải quyết, thì điều đó không chấp nhận được. Vấn đề Hằng Ni có phải là viên chức hay không, kính thưa quý vị, ngày hôm qua Thanh Việt đã trình bày. Nó đã phát sinh ra từ tháng 1 năm 2021. Và thực ra, trong một năm qua, coi như là 9 tháng đi quý vị, 9 tháng nha quý vị, nó đã được xem xét bởi Hội đồng Khen thưởng và Kỷ luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xem xét rồi, và Thanh Việt biết là họ cũng đã có cái kết quả điều tra rồi. Tuy nhiên, ông Hồ Nguyên Lễ, vì cái lợi ích của thân chủ của mình, ông lại lấy cái câu chuyện cũ. Câu chuyện cũ nhưng mà nó trong cái bí mật. Ông đem ra, giao cho thân chủ. Và ông cũng có thể là người tạo nên cái lá đơn tố cáo đó. Và cái đơn tố cáo đó cuối cùng được gửi về cái nơi mà ông đang lãnh đạo. Quý vị thấy có những cái điểm rất là tức cười không quý vị? Nếu mà ông không phải là, ví dụ cái lá đơn đó mà nó không đi về hội đồng khen thưởng và kỷ luật, mà nó đi đến ban chủ nhiệm, mà ông biết được cái điều đó là cái điều mà đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét Hằng Ni có phải là viên chức hay không. Ông biết được điều đó và ông làm cái tờ đơn tố giác để cho bà Hằng gửi đến ban chủ nhiệm. Thì cái đó nó mới chỉ có một cái vi phạm đầu tiên là tiết lộ những cái điều bí mật trong nội bộ. Còn cái này không những tiết lộ điều bí mật trong nội bộ, trong quá trình điều tra, hay là đã điều tra xong rồi, và chắc chắn đã điều tra xong rồi. Đã 9 tháng rồi thưa quý vị. Đã điều tra xong rồi. Ông lại lấy cái điểm đó, ông làm ra một cái tờ tố giác, rồi ông gửi để cho cuối cùng cái lá đơn đó nó đi bộ về lại cái văn phòng của ông, về cái cơ quan mà ông đang lãnh đạo. Quý vị có thấy là một cái điểm là đủ để chúng ta kết luận ông Hồ Nguyên Lễ đã không thực hiện được cái quy tắc ứng xử của một người luật sư, cũng như là đạo đức, uy tín của một người luật sư. Khi mà mình lấy, mình giúp thân chủ của mình kiện lại đồng nghiệp của mình là một cái vi phạm. Rồi mình tạo nên những cái lợi ích xung đột trong cái cơ quan mà mình đang lãnh đạo. Những cái điều đó đủ để cho chúng ta có những kết luận về ông luật sư Hồ Nguyên Lễ, và đủ để cho ban chủ nhiệm của đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cần phải bãi nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng khen thưởng và kỷ luật của Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy nó mới mang được cái tính chất công bằng trong xã hội. Còn nếu không thì nó giống như là chồng là giám đốc của một công ty nhà nước mà vợ lại là thủ quỹ của công ty nhà nước đó. Thanh Việt nhấn mạnh cái từ công ty nhà nước cho quý vị, chứ không phải công ty cá nhân. Công ty cá nhân thì
vợ chồng con cái vào làm chức vụ gì cũng được, vì đó là công ty của gia đình. Còn đây, chồng là giám đốc của công ty nhà nước, mà vợ là thủ quỹ. Đó là những cái vấn đề mà xung đột lợi ích. Thì tương tự như vậy, trường hợp của ông Hồ Nguyên Lễ, cái uy tín của ông của một người luật sư đã hết. Chưa nói về cái trình độ. Ngày hôm kia, Thanh Việt có phân tích về những cái chuyện của ông luật sư này. Rõ rồi. Thanh Việt ở đây mình không nói về cái trình độ. Chưa nói về trình độ. Tập trước đã nói rồi. Nhưng mà chỉ về cái vấn đề đạo đức không đó quý vị, cũng đã không được. Nghĩ lại đến đây thì chúng ta sực nhớ lại cái 7 tỷ hơn mỗi năm. Mà vào năm 2019, những luật sư mà quyết định không gia nhập cái đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nữa, vì cái đồng tiền đi vào cái đoàn luật sư đó đã không dùng vào công việc bảo vệ những thành viên của mình, thì họ quyết định không làm thành viên làm gì. Thì ngày hôm nay chúng ta chứng kiến được đoàn luật sư mà tiền lên đến gần 8 tỷ đồng mỗi năm đã làm gì được cho luật sư Hằng Ni, ngoài việc là câu giờ theo chỉ đạo của ông chủ tịch để có lợi ích cho thân chủ của ông chủ tịch. Đó là một điều không chấp nhận được quý vị. Chúng ta không chấp nhận được. Một đất nước cần phải có kỷ cương về luật pháp và cần phải có những điều mà cái cán cân công lý không bị siêu vẹo. Đúng không quý vị? Đó là những điều mà Thanh Việt muốn chia sẻ. Ngày hôm nay Thanh Việt thử thí nghiệm chương trình không kéo dài một tiếng đồng hồ nữa và cố gắng rút ngắn lại có được khoảng 37 phút. Trong chương trình như thế này thì xem thử quý vị khán giả thấy như thế nào. Và nếu mà quý vị cảm thấy chương trình khoảng 37-40 phút nó được thì cho Thanh Việt biết. Và quý vị muốn chương trình nó dài hơn như những chương trình trước thì quý vị cũng cho Thanh Việt biết trong lời bình, để mình cùng nhau có thể phát triển và làm cho chương trình mỗi ngày một tốt hơn. Thanh Việt xin được dừng ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Ngày mai thì Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị cái tứ bề thọ địch của nhà báo Hằng Ni. Thì mình đã nói về tứ bề, một trong những cái bề đó là báo Sài Gòn Giải Phóng. Rồi hai buổi vừa qua mình nói về cái bề của bên của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Và còn một cái bề nữa, ngoài cái bề của bà Nguyễn Phương Hằng suốt ngày cứ đòi muốn đánh, thì còn một bề nữa, đó là Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai Thanh Việt sẽ có một cái số tin để chia sẻ với quý vị về Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đối với nhà báo Hằng Ni. I love you all.